Rồi, để mình chạy xa xa ra ngoài này gọi cái con Shin Godzilla thử các bạn. Đây, thanh niên Godzilla của mình đây. Nhiều bạn nói với mình là cái con Shin Godzilla này các bạn, ở phía cái đuôi của nó là sẽ có hình mặt người. Đây, để bay lên kiểm tra thử nhé các bạn. Coi có hình mặt người không không? Wow, đúng luôn nha phải không? Hình như là có cái mặt của cái con gì á, nhưng mà hình không phải hình mặt người nha các bạn. Rồi, cái mặt này là hình như là của cái con cá, cái con boss cá các bạn. Modern of the Sea á, ở trong cái DLC Genesis đó, Genesis Part 1. Rồi, hay á. Với lại nhiều bạn nói với mình là cái con Shin Godzilla nữa, mấy con Godzilla là có thêm cái chiêu chuột giữa nữa nha các bạn. Rồi, để một lát nữa mình sẽ test thử cho bạn xem nha. Để coi coi thiệt chiêu gì các bạn. Được rồi, ok, hello tất cả các bạn nha. Video này chiến tiếp tục bản game ARK của mình nha các bạn. Mình đã quay trở lại đây. Hồi tối là dự định là sẽ vào quay chung với mấy Bảo á, nhưng mà mình ngủ quên luôn các bạn. Làm xong mấy web đuối quá ngủ quên luôn. Sáng nay á thì vào chiến video một mình nha. Tối nay thì có thể là mình sẽ ngủ Bảo vô chiến tiếp nha các bạn. Còn tập này á thì mình sẽ chiến một mình luôn. Để coi coi. Đầu tiên là mình sẽ test thử cái tuyệt chiêu của con Shin Godzilla đi á. Test thử một cái đi. Với lại mình vừa mới thêm vô bản mod mới các bạn, cái bản mod Rome á, để chúng ta có được những cái đối thủ mạnh mạnh đó để đại chiến các kiểu đồ. Chứ hiện tại giờ mình thấy mấy cái mod của mình đó, mấy con Godzilla đồ nè, nó mạnh quá trời luôn. Cảm giác cái mà nó không có đối thủ ở trong bản game của mình đó, chơi như vậy nó hơi chán á. Mình thấy là mình thêm vô cái bản mod Rome mấy bạn vào chiến đấu cho đã. À, ở cái góc nhìn này mới thấy nữa bạn. Rồi, các bạn thấy cái con Shin Godzilla này, cái đuôi nó dài ghê á, bự chà bá luôn. Đây, mình sẽ test chiêu chuột giữa thử các bạn. Có đâu. Báo không à, là gì có chiêu chuột giữa mấy không? Không có chiêu chuột giữa nhé mày. Rồi, mình bấm lộn cái nút cành tròn cái tay nó bự đó. Cái con mấy con Godzilla này thì có cái chiêu quy là mạnh đó bạn. Đó, cái này là súp quy nè. Wow, bắn nhìn hoành tráng rồi. Còn chiêu quy không nữa bạn. Rồi, mình thấy cái chiêu quy của cái con Shin Godzilla này là hơi bị ngon các bạn. Gà dơ, gà dơ. Bấm một cái kiểu mà nó phun khói ra, rồi xong tới phun lửa các bạn. Xong rồi tới phun cái chiêu này luôn nè. Đó, mạnh như đời tới. Nhìn thấy xin xịn đó. Với lại, hiện tại giờ là mình phóng từ trên xuống hết bị chết các bạn. Giờ mới chế đôi giày tép nè. Giờ khỏi lo cái vấn đề kiểu mà phóng từ trên cao xuống kiểu mà bị gãy cổ á. Bữa giờ phóng lên phóng xuống bị gãy cổ hoài luôn. Đây, còn đây là cái con Godzilla á. Nói chung mấy con này thì chiêu quy là ngon nhất á. Chiêu quy của con này là bắn ra hơi thở nguyên tử các bạn. Rồi các bạn xem nè. Ghê chưa? À, nhìn góc độ camera này mới thấy nó đẹp. À, cái chiêu quy nó chỉ gồng lên vậy thôi các bạn. Ship quy nó mới bắn ra hơi thở nguyên tử. Đây, các bạn xem nè. À, cái này mà chiến đấu với lại mấy con boss đó, đứng cận chiến thì hơi bị ngon á. Nhìn nó hoành tráng ghê luôn. Rồi, test nhẹ nhẹ sương sương vậy đó các bạn. Trong tập này thì mình sẽ không làm mấy việc đó nữa. Đây, giờ mình sẽ quay về nhà. Hiện tại bây giờ là mình đã tìm ra được cái dây rơ co các bạn. Đây, hồi bữa là cái nguyên liệu để mà chế cái cục này nè. Cái temple dây rơ nè, là nó còn thiếu cái dây rơ co đúng không? Bây giờ mình đã có nha các bạn. Giờ mới nhờ ông chú ở bên Nhật. Ông nhập về một lô 100 cục nha các bạn. Đó, nói chung này test thử rồi chứ hiện tại giờ cái phần dây rơ này là mình bó tay rồi. Là cái cục này nè, cái cục này là không biết kiếm ở đâu luôn á. Cái này chơi từ từ mới khám phá được các bạn, nhưng mà không sao nha, mình có ông chú bên Nhật ông lo vớt cho mày 100 cục các bạn, tha hồ cho chúng ta chế tạo luôn. Đây, để mình chế tạo thử nha.
không biết là cái này là cái gì luôn á. Với lại cái ở trong cái chủ boss này bạn, có những cái con boss đó nó cần mấy cái nguyên liệu á, kiểu mà mấy cái chân của đại bàng, người da cá sấu nữa, độc độc của gắn nữa bạn. Nói chung mình có luôn, mình có cách để lấy á. À đây mình kết tầm thôi á. Đó là cái con gì đó. À là cái con Gobotmet nha bạn. Đúng rồi, nhiều bạn nói với mình là kiểu phải chế tạo ra được cái con Gobotmet này nữa bạn. À dám lắm mà ta, mấy cái con Gobotmet này là hồi bữa là nó có spawn ở bên núi bên kia các bạn. Dám mình giết nó là nó sẽ cho mình mấy cái cục dây rơ co lắm ạ. Đúng chưa? Rồi xong rồi chúng ta mới chế tạo được con này nè. Con này á thì nhiều bạn nói với mình là nó có khả năng bắn lên turbo các bạn, bắn lên mấy tỷ turbo á mới bắt được mấy con ở trong cái mod Kaizu á. Đây, giờ trước khi đi test thì mình sẽ làm mấy cái Dino Tracker cái mới được. Mà đúng là cái con Met này đi nhanh quá bạn ơi. Với lại nhìn nó có hiệu ứng sấm sét ở dưới á. Nó nhìn nó xịn vậy á. Rồi, đây mình làm mấy cái Dino Tracker. Với lại chắc chế bộ đồ test luôn đi không? Rồi, hồi nãy mình chế được cái quần, mình chế thêm cái áo nữa đi. Để có gì rồi chúng ta bay lên bay xuống cho nó dễ. Rồi, giờ nhà mình giàu rồi mà. Rồi, mình chế thêm cái bao tay nữa. Ở trong cái mod rơm này hồi trước là mình nhớ có một cái rất là đặc biệt nha bạn, là cái factory á, cái room factory á. Đây nè, room factory nè bạn, room ARK factory nè. Cái này mà các bạn chế được á, bỏ xăng vô đốt một phát á là nó sẽ cho rất là nhiều đồ luôn. Đây, để mình chế tạo thử coi. Hình như là cái đó là chế trong cái bàn room các bạn. Đây, trong cái bàn rơm Pandora bóc ha. Cái mod rơm này cũng hay lắm nè. Mod rơm là toàn quái vật thứ dữ dữ luôn. Mấy con Godzilla này mình nghĩ là chắc quánh không lại đâu. Tìm thêm vô mấy cái mod mới chơi cho đã rồi. Cái bản này là bản cập nhật mới nha bạn. Bên nữa. Này không phải bản cũ nha, bản rơm này là mod rơm này là bản mới luôn á. Đây, ở đây chúng ta thiếu Cemented Bay à. Thiếu vải chưởng luôn các bạn. Thiếu mấy ngàn. Wow, nói chung là thiếu hơi bị nhiều á. Mà chế được cái này là ngon nè, nó sẽ cho mình rất là nhiều đồ á. 2007. Wow, con này chỉ số máu kém quá ta. Trời ơi, đam phải chữ đam vậy. Đam có phải chữ mấy vậy. Ok không? Ok, cái con Ezoziker này nó lại nó tấn công tiếp mình từ xa luôn các bạn. Bắn nhìn ghê, nhìn xịn chưa. Sao có thấy lên turbo gì đâu ta. À con này đấm có lên turbo nha các bạn, mà thấy nó kỳ kỳ á, nó lên có 200 mấy rồi. Đây, mình không biết là có lên thêm cái kiểu phần trăm đam đúng không? Chứ thấy turbo lên vậy là sao quánh được 10 tỷ đấy, 10 tỷ turbo lên. Rồi, lên theo phần trăm đam nhé bạn. Được á, mình thấy cái phần turbo thì cũng ổn ổn á. Wow, con này dùng để di chuyển hơi bị ngon. Phóng một cái bay khá là xa các bạn. Cái này chúng ta di chuyển nhìn không được á. Wow, té từ trên xuống vẫn bị mất máu nha. À, con này 1800 turbo. Đi nhanh quá vậy.
Đó, đấm một cái 499 turbo các bạn. Bánh chưa. Cái này ghiêu bánh 10 tỷ turbo, bánh sao đó. Ui. Ui ui. Ui, ở đây có con quái vật các bạn ơi. Boss, boss, boss. Boss, boss, boss. Mà mình ghét mấy boss này quá. Con nào kiểu mà cũng có nhạc khí thế không? Quá giật rồi các bạn. Con mét này của mình chắc chơi không lại á. Rồi, để mình gọi cái con Shin Godzilla của mình ra thử các bạn, test thử nè. Trời ơi, nhìn kích cỡ của mình so với con quái vật đó kìa. Rồi, mình sẽ sử dụng Chiwi nha các bạn. Nào. Đó, đó. Giết mấy cái con đó là ta sẽ có được cái này được rồi. Quá trời ồn luôn. Cái này là dùng để sau này chế tạo mấy cái đồ á. Rồi, nhưng mà với cái tình hình này là mình thấy mấy cái con Godzilla này chắc quánh không lại mấy con thú ở trong mod game à. Mấy thú trong mod game mạnh lắm các bạn, mấy triệu máu á. Rồi. Ở dưới đó hình như là có boss nữa. Rồi. Con này của mình chỉ có 56.000 máu thôi, làm sao mà chống đỡ nổi mấy con này trời. Ôi, ở đây là hai con boss bò cạp nữa rồi. Ây da. Chà 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 chà. Nếu mà thú bay được các bạn, con mét này bay được mà té thì trên xuống mất máu nguy hiểm hết á. Một hồi nữa chắc đi luôn quá. À, chơi gì chơi thì mình thấy chỉ có cái con cá sấu khổng lồ này của mình là ngon nhất các bạn. Vãi luôn. Đó, dập cái 16 triệu. Rồi, cạp cái mất tiêu hai thanh niên kia. Rồi, cho mấy đó. Đây, con này thì mình sử dụng để di chuyển các bạn. Rồi. Con này không biết có bị dính hiệu ứng nhiều, hồi nãy mình thấy bay cũng nhanh nhanh các bạn, giờ nó hơi lết lết rồi. À dạ, trời ơi mất thêm máu nữa. Để kiểm tra thử cái phần spawn này. Đây, ở đây là có cái con Temple EMB này là kiểu mà nó cao cấp hơn các bạn, mình cảm giác nó cao cấp hơn á. Để giờ mình về mình chịu hồi con đó thử coi. Chứ con này là thấy hơi phế phế rồi đó.
Đây, đầu tiên là chúng ta phải chế tạo cái bảng này đúng không? Đó, cái bảng tiếp theo nữa bạn. Là nó sẽ cần cái nguyên liệu là cái cục này. 4 giây rồi co. Ủa sao kỳ vậy? Còn thiếu electronic. Ủa với lại cái cục này là mình đã có nè ta, mà sao nó vẫn thiếu vậy? Nó vẫn để thiếu là sao ta? Mod này thấy nó sao sao á. Coi coi chế cái ADK Factory này thôi. Còn thiếu Symmetric Bay. À, trong người nó có mấy cái keratin các bạn. Ủa, chitin nhiều lắm luôn. Rồi, bỏ mấy cái chi tiền vào đây à. Vẫn còn thiếu đá. Rồi, đủ nha các bạn. Cái này là Rome Element Factory á. Còn này là dùng để chế ga này. Mình chế cái này trước đi. Hình như là cái trụ màu xanh này là nó sẽ cho mình tất cả nguyên liệu của AGK các bạn. Trước là mình nhớ vậy á. Ảo lắm. Đó. Và thấy ảo ghê chưa? Kìa nó cho kìa. Nhánh cấp kỳ luôn. Trái cây các kiểu rồi á. Nè nó có cho electronic nữa nè. Rồi, cho mỗi giây luôn nha các bạn. Ghê chưa, ghê chưa. Coi mình phải lấy mấy cái ga các bạn. Lấy dầu này. Da. Bỏ vô mấy cái lò này ha. Đấy, hết mấy cái xăng là nó không hoạt động các bạn. Cái trụ này là nó cần phải có mấy cái xăng nè. Một lát nữa mình làm thêm cái trụ xăng nữa. Ngon. Nè, cái trụ đỏ là dùng để chế tạo ra xăng á. Còn này là chế tạo element này. Còn mình nghĩ là cái trụ này làm element sắt. Đúng không? Trụ này sẽ làm element sắt.
Trụ này làm element. Ngon các bạn, phải có cái trụ nào mà làm ra được mấy cái anti-fact nữa. Bao ngon luôn. Ôi, cái spawn temple Zaira này nó chỉ còn có 7 phút nha các bạn. Nó mình thấy là nó đúng cái tên rồi đó. Nhưng mà không hiểu sao ở đây nó vẫn báo thiếu nè. Nó thấy là xàm xàm rồi đó. Còn thiếu electronic. Electronic chúng ta có nè. Vẫn còn thiếu cái cục spawn temple đó bạn, chả hiểu luôn. Wow, con này màu vàng á. Con đó thì màu xanh xanh. Chiêu đâm này là chiêu C nhé các bạn. Chiêu phải nè. Đóng như là chiêu phải á. Ok, giờ mình sẽ tiến hành triệu hồi thử mấy con boss ở trong trụ boss này các bạn. Để test thử nó như thế nào đó. Nói chung là mấy nguyên liệu chế cũng dễ các bạn. Mấy cái đó thì chỉ cần đi farm thôi. Đây, kiểu như con này là cần não alo á. Rồi miếng thịt của cái con Basilosaurus á, là dưới biển á. Team Gigan các kiểu đồ. Đó, mình có chuẩn bị sẵn các bạn. Để chiến đấu thử á, coi nó có cho mình gì không. Rồi, mình quất nhẹ thử ba em này thử coi. Rồi, chú boss nè. Skeleton. Đó, mình sẽ tạo thêm một cái chú boss nằm ở phía bên dưới rồi. Rồi, chắc gãy cổ quá. Cái con này kiểu mà nó phóng rồi nó bay vậy thôi các bạn, chứ nó không biết bay á. Kiểu mà nó phóng rồi để di chuyển đường đoạn vậy nè, chứ không phải là nó bay các bạn. Kiểu con mét hồi trước là phóng từ trên xuống nó không có bị mất máu á. Nó vẫn bay kiểu mà là vậy đó. Còn con này phóng xuống là mất máu luôn. Rồi, giờ mình sẽ đặt cái chủ boss xương ở đây ha. Đây, mình sẽ đấm thử con nhện chứ nha. Rồi, quất luôn boss gồng luôn. À, mà là chế đang gì luôn à. Mình cứ tưởng là nó chịu hồi thẳng ở trong cái trụ này chứ. Rồi, nó cho như vậy là nó cho mình mấy cái đồ để chiêu hồi. Đây, mình sẽ sử dụng cái con Godzilla này luôn á. Godzilla này thì chơi chiêu ít chứ mà với lại chiêu quy là ngon nhất à. Rồi, giờ mình sẽ chiêu hồi nha. Đó, trời con boss xương kìa các bạn. 2 triệu máu. Con boss nhện xương là 2 triệu máu các bạn. Quánh thấm không giờ? Quánh được các bạn à, nó quánh mình có 700 mấy à. Chạy à.
ra chiêu hơi thở nguyên tử bo chạy các bạn. Đôi cái là 185 à. Ui, dậm một cái là 159 các bạn. Ship it, tục lắc. Đang quýnh lộn, đứng nhẹ nhàng. Bái hàng thật sự. Dừng lại. Mình bấm lộn nó canh chon đấy bạn. Đang quýnh lộn, nhẹ nhàng. Nhảy quyết liệt luôn. Cái phần nhạc boss hiện tại giờ là mình tắt rồi bạn. Nó nhảy quyết liệt nhưng không có nhạc ha. Cái bài hát của con Godzilla này nhảy nghe cũng hay lắm. Một cái chiêu quy không là nó vẫn có đam nha các bạn. 300 mấy ngàn á. Cả con nhện mà nó đẩy mình bay lên trên không luôn rồi bạn. Tù quá trời luôn các bạn. Mình test thử cái chiêu hơi thở nguyên tử. Nè ngay rồi, đẹp rồi, vị trí này đẹp. Ăn nguyên combo nè bồ. Yếu nha các bạn. Đang có 17 cái mấy à. Ây da. Ngay cái giò. Ui. Tính ra chiếc con boss xương này nó chỉ ăn lóc đồ test cho mình thôi. Tưởng đâu nó cho mình gì xịn xò. Đây, con boss nhện xương các bạn. Rồi, cho nó biến đi mọi. Mình phái con Shin Godzilla thôi. Nói nãy giờ vẫn quên test cái chiêu chuột giữa đó. Con này nhiều bạn nói mình được có chiêu chuột giữa. Để mình test thử chiêu chuột giữa nha các bạn. Bạn nói với mình con này có chiêu chuột giữa. À có luôn nha các bạn. Đó gì nó mới đúng nè. Chiêu chuột giữa là nó bắn ra cái tia điện á. Đó. Nữa mình nhắn lộn cành tròn nữa nè. Biến. Nhắn lộn cành tròn là đứng nó nhảy nhạc hoài luôn. Thôi nhưng mà con Shin Godzilla thì nó lại không có cái chiêu chuột giữa. Rồi, mình sẽ chiêu hồi con boss gọc xương nữa bạn. Rồi, nhìn hoành tráng nha. Nhìn con gọc xương nhìn cũng lạ lạ các bạn. Lần đầu mình gặp luôn á. À, gọc xương với chúng tôi nè. Ship win các bạn. Không thấy đam gì luôn á. Anh nghe. Cái đuôi quơ tào lao các bạn. Làm màu là chủ yếu ở chiêu đó không im á. Nhưng mà có chiêu quy này im rồi. Đó, mình thấy cái chiêu khè này là ngon dữ rồi. Đây rồi. Con này 6 triệu 3 máu. Chuyển qua cái lửa tím cái máu nó trừ thấp hơn á, nhưng mà mình cảm giác nó trừ nhanh hơn.
xong con đó thì được unlock đồ test với lại được mấy trăm element. Cũng ngon. Ôi, tính ra là mình chế được cái chủ factory ra online nè. Ngon. Chế thêm cái element nữa là ngon các bạn. Còn thiếu Cemented Bay. Đây, trụ này chế tạo mấy cái xăng mới giữ nữa. À, mình nhầm nhé bạn, cái trụ này là chúng ta để mấy cái ôi vô á, mấy cái dầu vô. Đây, muốn dầu có dầu nha bạn. Để dầu vô là nó sẽ ra xăng. Đó. Trời ơi, nó chuyển đổi nhanh cấp kỳ luôn. Chỉ cần chúng ta lấy mấy cái dầu từ bên cái bàn bên đây các bạn, từ bên cái trụ bên đây nè, đem qua bên đây. Rồi xong lấy máy xăng đem ngược lại bên đây. Đó, là đồ xài hoài không hết luôn. Đồ xài đã nghỉ luôn. Đó, như vậy là chúng ta khỏi cần đốt ở đây nữa, chỉ cần lấy cái dầu qua bên kia thôi. Quá trời cho đồ các bạn, metal ingot, polymer các kiểu luôn. Quá trời nhiều luôn. Đây, ở đây Dodo Deadbot nè. Với lại con Vivan nè. Chiến đấu luôn với hai con này à. Cái mod Kaisu này cảm giác nó sao sao á. Không biết chơi từ đâu luôn. Chơi hồi bị ngu người luôn anh. Mấy con skeleton boss là mình nghĩ là nó nằm ở trong cái trụ này nè. Rồi chế được hai cục này các bạn, để xuống đấm luôn thử phát thôi. Rồi chúng ta sử dụng cái con Shin Godzilla là được không? Mà sao còn tí máu vậy? Mấy chiều mấy à? Hơn, mắc hơn nửa cây các bạn. Rồi, chấp luôn. Con này 1 triệu 9 à. Tốc độ 72 à. Bình xưa. Phun khơi khơi các bạn, không có phun ngay dính ngay chóc luôn. À đúng rồi, cái con này phải sử dụng cái chiêu ship quy các bạn. À, để nó bay dính không luôn. Đó, giờ mới thấy dính các bạn. Tán một máy rồi. Vivan là nó sẽ cho mình mấy cái xương các bạn. Với lại quá trời mấy cái chibi nè. Rồi để mình làm con Dodo Red thử nha. 600 máy.
600 mấy thì chắc cũng được rồi. Đơn giản. Quá trời, nó cho mình mấy cái bia mộ với lại mấy cái xương. Lại mấy cái bí ngô. Rồi, thằng kia đợi tới luôn. Đây, test thử nha bạn. Đây là chibi của con Proto nè. Ui, chibi xương nha bạn, ảo giờ. Nè. Nhìn cưng ngát giờ nè. Kiểu mà cái con Proto xương con á, nó đi theo mình. Sao nhìn không rõ chứ nhờ. Ra đây coi. Xíu luôn, nhìn không thấy rõ gì hết. Ý là con này là con Proto nha các bạn. Proto nhìn nó xíu. Đó. Chính thời tiết này thì cho các bạn dễ thấy nè. Con Vi Vân nè. Ui, con Vi Vân gì mà không sử dụng được không? Con dơi hút máu đó bạn. Wow, nhìn con dơi hút máu nhìn cưng ngát á. Kiểu như ma cà rồng á. Im. Mình thấy chibi của cái con dơi hút máu này là nhìn đẹp đấy bạn. Kiểu nó cho nó đi theo mình đó. Nhìn xịn. Con cá nè. Mấy con cá mang theo thì nó có kiểu mà hiệu ứng nước xung quanh đó. Thôi, nói chung nhìn cũng được. Rồi, còn T-Rex nè. T-Rex xương. Nhìn cái đầu ảnh chù dồ quá anh. Bự chà quá. Nhìn kiểu nó ngu ngu cái gì á. Kiểu mà đầu to ốc chế nho nè. Bự dở lắm. Rồi con Stero nè. Stero xương. Hồi trước mình cũng có cài cái mod chibi với bạn. Nhưng mà mấy cái con khủng long là dạng khủng long bình thường á. Còn đây mấy con này là mấy con xương. Thấy con dơi là đẹp nhất á. Con Basilisk nè, con gắn Basilisk nè. Nhưng mà con gắn này là ở trong Aberration nè. Mới được trang bị. Rồi. Cái con Zebua xương nữa bạn. Nhìn cưng ngát vậy. Rồi, nhìn nó di chuyển nữa mình nè. Nhớ xíu luôn rồi. Ok thôi được rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tập sau các bạn. Tập sau tối nay vô vùng quánh bảo vô chiến tiếp à. Hiện tại giờ mình cũng đang bế tắc với cái mod Kaizu nữa. Kiểu không biết phải tiếp tục là làm cái gì luôn á. Lẽ ra là cái này là mình đã chế được nè đúng không? Thì tiếp tục là nó sẽ cho mình chế cái này. Nhưng mà nó lại bảo thiếu. Không hiểu thiếu cái gì luôn. Đây, mình chế lại thử ha. Đó, đầy đủ nguyên liệu hết cái nó lại không cho chế. Đá theo kiểu gì. Hay là do cái cục này mình chưa unlock ta. À, cái cục này là bữa unlock rồi các bạn. Nhưng mà vẫn không cho mình chế tạo. Xàm thật sự.
không hiểu luôn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Làm sao chúng ta chiến tiếp tục.